Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Vinh. Yeah. Anh em có bao giờ nghe đến đường ray mà đi dưới nước chưa? Ôi ôi, nghe rất là ảo đúng không? Đấy. Khoan đã, bác Vinh vừa làm cái gì vậy? À, chả qua là mình muốn thể hiện khả năng băng bóng cho anh em xem thôi. Vinh Ronaldo. Ok, và trong video hôm nay chúng ta sẽ làm tiếp tục những cái hiện tượng kỳ lạ nha các bạn. Lâu rồi chúng ta quên làm lại những cái hiện tượng lạ. Hôm nay là những cái hiện tượng kỳ lạ phần thứ 7 rồi nha các bạn ơi. Để coi hôm nay có những cái magic gì kỳ lạ nha các bạn ơi. Và trước khi mà bắt đầu video các bạn, đừng quên để lại video này một like nè, một đăng ký kênh nè. Đừng quên xem hết quảng cáo để giúp cho Vinh đóng tiền wifi hàng tháng nha. Ok, và chúng ta cùng nhau bắt đầu video nào các bạn ơi. Let's go nè. Anh em, từ xưa đến nay có bao giờ nghe đến cái câu nhỏ mà có vỏ chưa? Thì trong thế giới Minecraft của chúng ta đã có một điều để chứng minh cho cái câu nhỏ mà có vỏ. Đây, và chúng ta biết, các bạn biết là ai chứ? Đó chính là ông dân làng. Mà các bạn đợi mình xây cao cao lên chút đã. Mỗi cái ô này mình sẽ cách cho khoảng là 2 block nha các bạn. Thì ba chỗ này mình sẽ đặt cho mấy con kẻ xâm lược, còn dư một chỗ thì mình sẽ đặt cho mấy con dân làng. Thì con kẻ xâm lược nó rất là sợ con dân làng con luôn các bạn à. Con dân làng bé xíu á, các bạn biết không, cái con đó đó. Nếu mà nói trước là sợ các bạn không tin thôi. Bây giờ là mình sẽ chứng minh cho anh em xem nè. Bình thường là mấy con dân làng to to như thế này thì kẻ xâm lược nó sẽ luôn luôn tiêu diệt. Đấy. Nhưng mà đến khi mà cái con dân làng nhỏ như vậy thì đó, và không ai dám bắn luôn. Ôi trời ơi, kiểu này là con của chủ tịch chắc luôn rồi đó bạn. Chắc là mấy cái con kẻ xâm lược đợi con dân làng này khi nào lớn lên thì nó mới dám bắn thôi. Vì là mấy con kẻ xâm lược này nó rất là yêu trẻ con luôn các bạn ơi. Tuy là mấy cái con này mặc dù là thiếu đạo đức nhưng mà lâu lâu nó cũng có điểm tốt các bạn nhờ. Đây, vậy là đúng cái câu nhỏ mà có vỏ luôn rồi đó các bạn ơi. Ghê chưa, nãy giờ không ai dám bắn luôn á. Ôi trời, ok, để mình thực hiện lại cho anh em xem lại nè. Ok, không biết khi nào tới dân làng con đây, lâu quá. Ôi khi nào, ai đây nè. Rồi, đến khi mà dân làng con xuất hiện là mấy bọn này là dẹp đường hết. Ai, dẹp đường cho con của chủ tịch. Liệu cả hai có đến được với nhau hay không? Dường như là cả hai đang nhìn nhau đắm đuối. Cả hai đang trao tình cảm. Ủa, tôi đang coi cái gì trời. Quá hài vãi luôn á. Ủa, thôi chắc là mình cần đi rửa mắt các bạn à. Thôi mình đi rửa mắt đây. Hôm nay chú em dân làng sẽ thể hiện một căn hai. Một pha xử lý phải nói là cực kỳ ngáo đá. Tôi không biết là nãy giờ là tôi đang coi cái gì luôn á. Thôi thôi, dẹp đi dẹp đi. Quả thực đây là một cái hiện tượng mà phải nói là đến nay mà vẫn chưa có lời giải đáp đến từ Vinmagic luôn. Hey. thôi tôi cười chắc té ghế luôn á. Thôi qua điều thứ hai đi các bạn ơi. Thôi các bạn biết đây là cái hiện tượng gì để là phía bình luận bên dưới cho mình biết nha. Nếu mà thấy hài á để lại một like nha. Và chúng ta đến với cái điều thứ hai rồi các bạn ơi. Ôi trời ơi, let's go nè. Ok, như thường ngày chúng ta đến với cái điều thứ hai rồi các bạn ơi. Thì các bạn đã bao giờ nghe đến đường ray dưới nước chưa? Nghe nó rất là hay đúng không? Ôi trời ơi, nghĩ đến mà nghe nó rất là phê rồi. Đi đường ray đã phê rồi, mà bây giờ là còn đi ở dưới nước mà ngắm phong cảnh đồ, cá bơi lội rồi san hô đung đưa đồ. Rồi nghe nó tình cảm thật luôn á. Và nếu mà anh em muốn làm cái điều này rất là đơn giản thôi, chỉ cần đặt cái đường ray dưới nước. Nhiều bạn trước đây nghĩ rằng là đường ray mà không thể nào mà đi dưới nước, nên các bạn sẽ không bao giờ hoặc là cũng chưa từng thử cái kiểu mà đường ray đi dưới nước như thế này. Các bạn cũng có thể ngồi xe mỏ đi bình thường luôn, giống như là trên mặt đất vậy đó. Bây giờ là mình sẽ thử đi cái xe mỏ xuống một đoạn cho các bạn xem nè.
Ôi, được luôn nha. Ôi, xịn rồi nha. Nếu mà các bạn nào siêng hơn á, các bạn có thể xây dài qua, làm nguyên một cái công trình, một cái đường ray ở dưới nước cực kỳ đẹp luôn. Tại vì ở dưới các bạn có điều kiện nè, xây san hô nè, nguyên một cái hồ cá ở bên dưới luôn. Ngoài ra các bạn có thể đặt được cái đường ray tăng tốc luôn nha. Cái đường ray tăng tốc vẫn hoạt động bình thường ở dưới nước. Nếu mà các bạn kết hợp dưới cái khói đá đỏ và cái đường ray kích hoạt thì như là mình thấy nó đã hoạt động rất bình thường rồi. Các bạn thấy nó sáng đèn lên cái đường ray đó không? Bây giờ là mình sẽ làm cái địa hình cho nó đi lên đi xuống, nhìn cho nó thú vị các bạn à. Mà sao cái dưới mặt nước giờ nó tối vậy ta ơi? Nãy rồi mình thấy nhớ là nó sáng rồi mà ta. Ôi kiểu này chắc mình phải cần cái đèn này các bạn ơi. Thì ở dưới nước thì các bạn không thể nào mà đặt được cái đuốc rồi. Thì mình sẽ tìm những cái block mà nó có khả năng sáng đèn. Cái bí ngô sáng đèn nè. Đúng rồi. Hoặc là anh em có thể đặt cái đá phát sáng, bí ngô sáng đèn, hoặc là cái đèn biển để trang trí nhìn cho nó đẹp hơn. Hoặc là các bạn có thể lấy thuốc nhìn trong bóng tối cũng rất là ok. Nếu mà anh em muốn cái xe mỏ nó bay lên bay xuống như nè, nhìn nó rất là đẹp mắt đúng không, thì anh em hãy dùng cho mình một cái xui sen, là cái là gì ta, cát linh hồn. Đúng rồi, mỗi khi là nếu mà có vật gì đứng ở trên cát linh hồn thì nó sẽ tưng lên, ngay cả cái xe mỏ nó cũng hoạt động giống như vậy. Đấy, các bạn thấy mình vừa tưng lên không? Do là ở phía bên dưới nó có một cái cục cát linh hồn á. Một mẹ cũng rất là hay, sau khi mà các bạn đã xác định cái xe mỏ nó sẽ rơi ở điểm này thì ở dưới điểm này nữa mình sẽ đặt thêm một cái cát linh hồn nữa, thì giúp nó sẽ tưng lên nè, tưng xuống nè, để mình lên cái chiếc xe cho bạn xem nè, cái khả năng tưng của nó nè. Nếu mà các bạn canh cái đà tốt á, nhớ là canh cái đà tốt vô. Đây nè, tưng đoạn này phải không? Thì cái đoạn này cũng sẽ cát linh hồn nó tưng lên đúng xuống nữa. Thì mình xác định được cái đoạn này nữa nè. Thì cái đoạn này là mình sẽ để cái đường ray đi. Hiện tại là mình không đủ thời gian để có thể xây dài làm nguyên một cái công trình cho các bạn xem được. Nếu mà một dịp cái video nào đó thì mình sẽ làm cho các bạn nguyên một cái map luôn nha. Và cái điều này là anh em thực hiện ở trên MyRapBE trên điện thoại nha các bạn ơi. Và chúng ta đến với cái điều thứ 3 nữa các bạn ơi. Ôi trời ơi, cái điều này hay vãi luôn á. Do và chúng ta đến với cái điều thứ 3 nè các bạn ơi. Và mình đố với các bạn, thì mình đang chuẩn bị làm cái gì đây? Nè nhìn nè, cho các bạn 10 giây để các bạn suy nghĩ đó. Mình sẽ cho các bạn 10 giây suy nghĩ, đố các bạn mình sẽ làm gì với mấy cái thứ này. Đây, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mình biết anh em đang xem công chiếu nên đố anh em thôi. Và anh em đã có kết quả chứ nhờ. Và đây là kết quả đây. À, cái này là cái lồng spam quái nha các bạn. Đây. Và các bạn biết đây là cái gì rồi nha. Biết chưa? Ok, leo được 3 tầng rồi đó. Rồi. Tiếp theo nè, cái tầng thứ 4 nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Vậy là có kết quả rồi. Khi mà các bạn xếp theo cái trình tự giống như mình thì nó sẽ giúp cho các bạn giống như cái leo thang vậy đó. Wow, rất là hay ha. Và mình đã tới cái tầng thứ này luôn rồi nè. Và đây là 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè. Ôi, khi mà chúng ta kết hợp lại cái thứ này với nhau, nó sẽ biến thành một cái cầu thang phiên bản mà đồ đạc, kiểu lộn xộn á. Tới cái cửa sập này nè. Rồi, mình đang càng ngày càng đi lên cao hơn. Và đây là cái tầng cao nhất nè. Khúc này là mình sẽ dùng cái cửa à, cái cửa leo lên. Ôi trời ơi. Một cách thì các bạn có thể làm một cái thang theo kiểu độc đáo. Thì cái cách làm này nó cũng rất là đơn giản thôi các bạn à. Đầu tiên là mình sẽ đặt cái lồng spam nè, cái rương nè, cái rương với cái đe nè, rồi cái thanh gậy đờ en nè, rồi thanh sắt nè, cửa sập nè. Ôi, không ngờ là chỉ với những cái thứ này xếp chồng lên nhau nó làm thành một cái thang luôn các bạn à. Rất chi là bá đạo luôn. Và chúng ta đến với cái điều cuối cùng nào các bạn ơi. Let's go đi. Này thì má cùng tên nè. Để tao coi mày chạy đường nào Enderman ơi. Chào và các bạn hãy cùng mình đến với cái điều cuối cùng nào. Ở Minecraft cho máy tính, khi mà cả đống mũi tên cắm vào đầu Enderman thì nó sẽ lơ lửng trên không như vậy nè. Nhưng khi mà ở trên MyRapBE thì mọi thứ nó sẽ như thế nào đây? Nó sẽ khác hơn nha các bạn ơi. Thì khi mà ở trên MyRapBE á thì mũi tên nó sẽ đi xuyên qua Enderman luôn. Ôi trời ơi, càng ngày Enderman kiểu như là nó kháng mũi tên đỉnh quá luôn ấy.
Ok, và mình đang làm cái bộ lập redstone cho nó lặp đi lặp lại và liên tục bắn mũi tên vào con Enderman luôn, coi mày chạy đường nào nha. Này thì hết đường chạy rồi. Ơi, chết, ăn lộn. Ơi, sorry Enderman nha. Lại nè. Ok, mình sẽ đặt cái máy phân phát. Máy phân phát ở đâu rồi trời? Ủa, hình như mình lộn mày. À, này đúng rồi, dispenser phải không ta? À, ok. Thì đây là cái máy phân phát chúng ta sẽ dùng để bắn mũi tên liên tục nha các bạn. Chỉ cần lấy thêm mũi tên là nó bắn vù luôn. Hiện tại là mình đang ở trong máy đắp BE nha các bạn. Máy đắp BE trên điện thoại á. Ok, chuẩn bị bắn nè. Ôi, what the heck? Ôi trời, bắn liên tục nhưng mà nó còn chui lên đây được nữa nè các bạn. Ôi trời ơi, con này nó xài hack rồi. Ôi, 2 con, 3 con, 4 con, 5 con. Ôi mấy bọn này nó dùng hack hay gì các bạn. Đố anh em á là tốc độ di chuyển né mũi tên của nó là bao nhiêu. Quá là kinh khủng luôn chứ bộ. Trời ơi, tôi đang thắc mắc là nếu mà chúng ta cho nguyên cái đống cây đinh ba vô cái đầu con Enderman thì không biết nó chạy được không ta. Đấy, à, cái cách này nó cũng giúp cho nó bị té xuống này đó bạn. Hình như là cây đinh ba nó không gây sát thương cho con Enderman, nhưng mà nó đẩy Enderman xuống dưới nước. À, vậy là mình đặt Enderman nó toàn té dưới nước không nè anh em ơi. Ôi, vậy là chúng ta suy ra được một điều là cây đinh ba nó có khả năng đẩy Enderman xuống. Ok, nào cho bạn xem nè. À, nó có khả năng chống lại nên bởi vì là nó có khả năng đẩy luôn. À, này thì ngáo với anh hả, anh cho nguyên một cái trái bom nguyên tử. Ôi trời ơi, cái trái bom nó bự đến nỗi mà nó còn dư cái chân của Enderman không nè các bạn. Và tôi sẽ kích hoạt bằng cái gạt lửa và bum. Oh my god, cú nổ quá là dữ dội luôn ơi. Ôi trời, nguyên một cái cột lửa cao chồng nhau luôn nè các bạn. Ôi trời, công nhận khủng khiếp luôn. Sao mọi thứ nó tối thui luôn rồi. Hình như là mình đang bị dính hiệu ứng mù các bạn à, với cái hiệu ứng độc nữa. Oh my god, rồi khi nào tôi mới thấy đường này. Oh my god, rồi sao giờ. Ê, này mình nè. Oh my god, cái cú nổ quá là dữ dội nè, bởi vì là mọi thứ không biết nó còn gì không nữa các bạn à. Ôi, nãy là cái máy mình nó lắc luôn á. Rồi khi nào mới thấy đường đây hả? Rồi giờ sao đây các bạn ơi. À, thấy đường rồi, trời ơi. Ủa, sao mọi thứ nó yên tĩnh quá vậy. Hình như là do mình đặt cái bom nguyên tử nó ở trên mặt nước nên bởi vì là nó sẽ kháng cái cú nổ luôn á. Tại vì nước nó sẽ chống đối được cái quả TNT luôn. Oh my god, nó có thể chống được cái bom luôn hả trời. Ghê trời. Vô vào video mình đến đây cũng đã là kết thúc rồi mà nha. Và chúng ta đã xong xuôi những cái hiện tượng lạ phần thứ 7 rồi nha. Thì bạn nào hóng phần thứ 8 thì để lại phần comment kèm theo cái hashtag là fan Vinh nha. Nếu bạn nào là fan mới thì mình luôn luôn chào đón các bạn đến với kênh của mình. Và nếu các bạn thích video này đừng quên để lại video này một like nha, một đăng ký kênh nha. Đừng quên xem hết cái quảng cáo để giúp cho Vinh đóng tiền wifi hàng tháng nha. Và hẹn anh em trong các video sau nè. Bye bye.